Thưa quý vị, ngày 5 tháng 8 năm 2023, theo nguồn tin của phóng viên báo Thanh Niên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi tại tỉnh Cà Mau vừa có quyết định kỷ luật hai nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thuận với hình thức khiển trách. Nguồn tin cho biết, hai nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thuận tại huyện Đầm Dơi bị kỷ luật là ông Dương Hết Hồn và ông Trần Việt Triều. Hiện ông Dương Hết Hồn xuống làm cán bộ địa chính xã Tân Thuận, còn ông Trần Việt Triều làm cán bộ phòng tài nguyên và môi trường huyện Đầm Dơi. Trước đó, tháng 12 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi ban hành quyết định thanh tra đột xuất việc thực hiện chính sách, pháp luật về thu chi tài chính, ngân sách và nguồn vốn nhân dân đóng góp đối với nhiệm vụ được giao tại Ủy ban nhân dân xã Tân Thuận, thời kỳ thanh tra từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 12 năm 2022. Thanh tra huyện Đầm Dơi kết luận, Ủy ban nhân dân xã Tân Thuận trong quá trình triển khai thực hiện quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, gồm xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, phân chia nguồn vốn chưa chính xác, từ đó dẫn đến việc vận động thu nguồn vốn nhân dân chưa sát thực tế của từng công trình, chênh lệch thừa số tiền trên 1,4 tỷ đồng. Điều đáng nói, lãnh đạo xã qua các thời kỳ thiếu kiểm tra trong thu nộp vốn nhân dân đóng góp, dẫn đến tồn quỹ tiền mặt quá mức do ngân hàng quy định, số tiền 727 triệu đồng. Đặc biệt, thanh tra huyện Đầm Dơi kết luận có việc Ủy ban nhân dân xã Tân Thuận mượn tiền nhân dân đóng góp làm đường, chi cho các hoạt động như tạm ứng tiền cho cán bộ xã, hỗ trợ tiền Tết cho cán bộ, cắt băng rôn, đặt lịch xuân, thanh toán nợ quán, mua đồ họp hội đồng nhân dân bất thường, thuê dọn cây xây dựng trụ sở công an xã, mua vật liệu tiêu hủy heo bệnh. Những tin tức mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.